use the skin of the coconut. We use the skin of the coconut to make the smoke. I make smoke with dried coconut skin. This swarm of bees came to live on their own. We are currently fixing it. Khi nó đến ở thì nó đóng tùm lum ở trong thùng, trong nắp. Nhưng mà đặc biệt cái thùng này đỡ nhất là nó đóng trên nắp thôi. Thì mình
thì ba mình dễ xử lý hơn. Đầu tiên là mình ba mình cắt những cái tàn ong trên từng cái tàn ong trên cái nắp ra đưa cho mình, rồi mình cắt, mình để lên cái kèo, mình cắt, mình lấy dây nylon mình buộc lại đó, như mọi người thấy đó, buộc để cho cái cọng, cho cái tàn ong nó dính trên cái kẹo ong. Sau đó mình dùng cái dao nè, mình giữ chắc nha, xong đó mình rọc dọc, dùng cái dao rọc dọc theo cọng kẽm từ trên xuống dưới, rọc rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Khi rọc mình cũng đuổi con ong nó ra, để thôi nó mình cắt chúng nó chết tội nghiệp. Tùy theo cái tàn ong nó to hay nhỏ mà mình rọc bao nhiêu đường. Thường thì trong cái kẹo ong lúc nào cũng có 3 cái cọng kẽm hết á. Như cái tàn này thì mình rọc tới 3 đường, để cho khi mình rọc xong thì mình đè nó xuống đó, mình đè nhẹ nhàng xuống, tránh tình trạng đè mạnh quá thì mấy con ong phía bên kia, mấy con ong non đó, nó còn nằm trong cái kén nó sẽ bị chết nha mọi người. Đè rất là nhẹ nhàng nha, really gentle to press down the hive. Ba bên non cái mà thấy không, thẳng thớm không đó. Rồi xong mình để lại cái vào thùng ong, rồi tiếp tục làm như vậy cho đến hết. Nuôi ong thì nói dễ cũng dễ không dễ, mà khó cũng không khó mọi người ơi, cũng cực lắm. Phải thường xuyên ra thăm nó, coi nó có tạo bụi chúa hay coi nó có chia đàn không, thùng ong có bị kiến vô không, nó có bị sâu ăn không, cực lắm mọi người ơi. Khi ngày xưa thì xung quanh cái nhà của ba mình đó, người ta trồng rất là nhiều trái cây ăn trái rồi lúa nữa, nên nó có dễ dàng kiếm thức ăn hơn. Hồi xưa ba mình nuôi nhiều lắm, còn bây giờ thì xung quanh toàn là nhà không, nhà mọc mọc lên không, không có còn cây cối cây ăn trái nhiều, nên ông nó cũng rất là khó đi kiếm ăn, nên nó cũng bỏ ba mình đi hết một mớ rồi. Bây giờ còn cũng hơn có một chục thùng thôi, cũng ráng chăm sóc nó. Có khi nó đi mình quên để ý thì nó đi mất tiêu, nhưng mà đừng cái hơi may mắn là có thùng khác nó tới ăn. Mọi người thấy không, đó thấy cọng kẽm nó nằm lọt giữa cái kèo đó. Khi làm nó lọt giữa vậy, nhìn thì nhìn cái kèo ong nó rất là đẹp. Bây giờ thì ong nó cũng khó nuôi lắm, nó không có đủ thức ăn thì nó phải đi thôi. Thì thỉnh thoảng thì ba mình cũng phải chế lại thức ăn, như là mật ong với cái lon lúc đầu video mọi người thấy đó, để cho nó ăn nó ở lại. Nên cũng hơn xưa rồi mọi người. Trong lúc mình làm hôm bữa thì cái thùng kia nó mới chia ra, nó đi mất tiêu là cũng hay luôn. Mình nhìn cái thằng ong này là nó lơ vô ở trong cái thùng này cũng lâu rồi đó, cái này nó tự lên ở cũng lâu rồi đó. Tổng cộng ba mình làm xong là được 8 kèo. May mắn mà cái thằng ong này tới ở rất là đông. Để vô mà cũng phải cắt một cái ngón tay nha mọi người, để cho nó con mấy con ong nó bay, nó đi vô đi ra thuận tiện cho nó đó. Chứ mình để sát quá nó đi qua đi vô không được. Để cái lon không lột ra. Đúng qua nhiều con đoạn. Ba mình nuôi ong cũng lâu năm lắm rồi. Giờ nó trả lời thùng nó vô tùm lum, mình phải đuổi nó ra để đẩy cái nắp xuống. Nó ong mình cũng hiền đó, khi mình đuổi nó chích chung cái tay mình hết mũi rồi. Đuổi ra để cái nắp xuống không bị kẹt với mặt ong tội nghiệp nữa. Well done. Nghe mình cho nó vô hết rồi mình sửa lại. Cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình nha. Mọi người nhớ xem và ủng hộ YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Thank you everyone for watching my video. Thank you so much. Nó đi vô hết rồi. Chứ là nghe.